Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào mừng quý vị trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái event cáp mổ sơn rồi anh em ơi. Đó, ngày 7 rồi ha. Thì tối nay thì chúng ta sẽ có thông tin về cái đợt event của ngày mai ở tuần tới nha anh em. Và có ra tướng mới hay không và đó là con tướng gì thì tối nay chúng ta cùng biết luôn anh em ơi. Đó, hy vọng là sẽ ra tướng mới cũng như là chắp phá được cái đội hình hiện tại. Đó, đó là những cái con gây độc sát rồi đó anh em, ví dụ như Hanzo rồi đó. Đó thì nó sẽ có một cái vị trí là thay thế khá là hợp lý. Đó, đến từ nhà phát hành. Bây giờ là chưa biết con gì anh em. Thì ngày hôm qua thì mình cũng đã có dự đoán là vài con hệ thổ. Đó, có nhiều khi lại ra là Obito, rồi nhiều khi lại ra để tứ đồ cũng nên anh em. Rồi Onoki rồi các thứ đó, cái đó thì để coi coi tối nay như thế nào ha anh em. Đáng già đáng non thì thôi để tối nay chúng ta cùng biết luôn đi. Rồi ok ha. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ tổng kết cái sự kiện của đợt này đi. Cái nào chưa hoàn thành thì hoàn thành luôn nha anh em. Rồi cái bên cáp bổ sơn này thì cái này mình không có nạp nha anh em. Cái này không có nạp để dành tiền để nạp cái event sau nè. Nạp cái này khá là lỗ. Để 250 này là chúng ta nạp bên mấy cái gói bên này ngon hơn anh em. Đó, để coi coi sự kiện tuần đợt này coi. Tích lũy điểm VIP, trời tuần này nạp khá ít anh em. Không có nhiều, 5.000 điểm VIP à. Đồ trái cây thì nói chung cũng không có ngon lắm anh em. Chủ yếu chúng ta lấy vali anh em. Đợt sau mình nghĩ là có vali thì đổi được bảo vật nộ rồi đó. Đó mấy cái đó mới ngon. Đổi tướng thì mình cũng chưa không có đổi con nào luôn. Hầu hết là mấy con này thì mình đều dư food hết rồi nè. Đều dư copy hết rồi. Đặc biệt thì đã full 4 vòng này ha. Đại đánh gia như Ucha, đại đánh gia chưa có quay vòng nào luôn hết ta. Ừ, đại đánh gia đợt này cũng cùi nó chắc cũng không có quay đâu nè. Đợi tuần sau có event nào mới rồi quay luôn. Xu vòng quay thì có quay một đường một ít nè. Rồi rượu trái cây à, cái phần rượu trái cây này thì hồi 2-3 bữa trước thì mình cũng đã đổi một cái con dummy 10 sao rồi. Nó cho đổi đúng một lần thôi nha anh em. Đổi xong con dummy 10 sao rồi. Bây giờ chúng ta quay qua chúng ta đổi food đi nè. Nếu mà hệ thổ không để bây giờ đổi hệ thổ ta. chắc đổi food âm dương đi anh em nhờ. Food âm dương thôi, food âm dương cũng được. Rồi hai con âm dương đi, âm dương là kiếm phút khó lắm anh em. Cho nó xong luôn cho rồi, còn 400 rượu thì đẩy qua bên này hết luôn anh em. Lấy 80 cuộn này đánh lộn cho nó vui. Hết rượu luôn nha. Rồi, Acha có nó shop Daruma hả ta? Shop Daruma thì đổi full su này đi nè, su siêu cấp nè. Rồi, chợ Hàn Quốc hả? Chợ Hàn Quốc thì chỉ có gói ngon này thôi anh em ơi, với lại đợt này không có tiêu Rio đó. Nên là chúng ta cũng dè chừng ha. Đừng có mua nhiều anh em. Đừng có mua bên chợ Hàn Quốc nhiều. Có cái gói này ngon nè mà mình không có dám đụng. Bởi vì chợ Hàn Quốc đợt này không có tiêu Rio nên mua phí lắm anh em. Đợi khi nào có tiêu Rio thì chúng ta mua chợ Hàn Quốc ngon hơn. Bên đại chiến những giả thì mình cũng đã cày được 520 điểm rồi. Chiều tối nay làm phát lên 600 điểm để lấy một đống quà bên này luôn nha anh em. Cuộn chiêu mộ đặc biệt 20 nè. Cuộn cao cấp 20 nè, khá là ngon. Đó cha được thêm 1.000 rượu trái cây nữa. Biết vậy đừng để một ít rượu trái cây hồi nãy. Ý, 800 mà không mà được 1.000. Biết vậy đủ để rượu trái cây nãy để mà đổi cái bảo vật nổ, cái bảo vật anh em nhỉ. Bảo vật đặc biệt á. Bên này có nào mới nạp thôi. Tính ra cái gói này cũng khá là ngon anh em. 250 mà nó cho đồ khá là nhiều luôn. Đây nè, 10.000 điểm tổ chức nữa nè. Chả cá xoắn đồ tùm lum hết trơn á. Cũng khá là ok, gói này cũng ổn anh em, gói này cũng ổn. Truy nã đợt này không có đợt này chiêu được đúng em na nè. Truy nã đợt này nếu mà mình ôi chà, khó khăn này nha, mấy con tướng này cũng khó ra lắm à. Khi nào mà có mấy con dễ ra, Ohan cũng dễ ra nè. Rồi chiêu đại ninja cũng khá là ok. Bên này kiếm một chút Rio thôi. Coi bên ưu đãi tháng rồi đợt này cái ưu đãi ngày hôm nay coi là có cái gì ngon hay không. Trà giống ngày hôm qua quá vậy. Không thì chúng ta nạp những cái gói chân ái của mình nè. Rượu trái cây nè. Rượu trái cây đợt này cũng không có nạp nhiều nè.
Nạp thì nạp gói dưới này thôi, để mình kiếm một chút chả cá xoắn đồ các thứ anh em nhỉ. Nạp cái gói giống ngày hôm qua đó. U đã ít Mario nữa hả, ghê vậy. Uê. Nhưng mà không có cụ đặc biệt anh em. Game này là cụ đặc biệt là chân ái nha anh em. Canh canh gói nào cụ đặc biệt xịn xịn đó anh em là mua thôi. Chả cá xoắn x2. Chà. Ngày vàng làng lá. Đắt nạp cái gói ở dưới đây, ngày vàng làng lá đi nè. Đâu rồi, đây. Gói này cũng khá là ok, không có lỗ cuộn đặc biệt là được anh em, không lỗ cuộn đặc biệt là được. Đó, lấy thêm chả cá xoắn, úp là linh thú nè, mảnh bùa rồi các thứ nè, quá là ổn rồi ha. Ít ba ruột trái cây nè em, ông nào thiếu ruột trái cây có thể vào trong gói này nạp ha. Nhưng mà chúng ta sẽ bị lỗ cuộn đặc biệt nha anh em. Khuyên em không có nên nạp cái gói này, anh em nạp cái gói này thôi, chẳng thà anh em lên cái gói này anh em nạp đi cho rồi. Chúng ta có thêm cuộn nữa, lỗ chỉ có 500 ruột trái cây thôi. À, lấy ít 2 thôi được, lấy ít 3 lỗ lắm. Gói combo nè. Ui. Hai kinh nghiệm. Ồ, gói này cũng không có ngon. Nghề sắt. Đó, thì nôm na nó vòng vòng nó chỉ có vậy thôi nè. Hôm nay sẽ nạp thêm cái ngày vàng làng lá đi. Ít 2 on item. Ok, ngày vàng làng lá đúng không? Coi coi. Đâu rồi ta? Đây. Đó, lọt hỏm rồi nè. Đây, gói dưới nữa nha anh em. Nó đúng một vị trí thôi. Lượm. À. Rồi tổng kết cho anh em coi cái sự kiện web luôn đi. Sự kiện tích nạp web đi ha. Thì đợt này sự kiện tích nạp web là nó đã đạt đến ngày là 13 rồi anh em. Ngày 13 rồi. Đó. Thì cái mốc cuối cùng chúng ta nhận được là cái mốc của ngày 15 lần anh em. Ngày 15 lần nha. Chứ không phải là ngày 11 xong rồi đến 13 đâu. Nó bỏ hết ngày rồi. Đó nên là thôi. Tới đâu rồi chúng ta tính tới đó. Ngày 15 thì chắc sự kiện này kéo dài đến ngày 6 tháng 4 lận nha anh em. 6 tháng 4 lận. Nên em cứ tà tà nạp. Mình thì đẹp ngày nào cũng nạp 200 rồi. Nên là nó lúc nào nó cũng đầy cả. Lúc nào nó cũng tham gia full sự kiện này cả anh em. Rồi mới nạp xong đúng không. Để coi coi. Cái này cũng ngày 15 nha anh em. Còn cái móc tích lũy nạp ở dưới này á thì 3 triệu rưỡi nè. Móc 3 triệu rưỡi. Mình đã đạt được móc 2 triệu rưỡi rồi. Đã lấy quà luôn rồi. Rồi bây giờ đợi móc 3 triệu rưỡi nữa thôi nè. Đó thì từ đây cho tới hết event thì chắc là cũng đủ rồi nè. Dư xăng luôn á. Bởi vì trước đó mình cũng đang nạp khá là nhiều. Rồi ok ha. Để coi nó có cập nhật ngày cho mình không nè. Ngày 12 thôi kệ nó đi nè. Đó ok. Vào đây lấy quà nè. Lấy quà nạp thôi. Đây quà nạp thuộc cái gì đây. Quà đền bù sự cố rơi ải. What the hell. Xin gửi một chút quà đền bù sự cố rơi ải vào tối ngày hôm qua. Ủa ngày hôm qua có bị rơi ải hay gì hả anh em, do sự cố hệ thống. Quay cho được 200 rượu nè anh em. Cũng được trời. Ủa sự cố rơi ải. Ông nào bị té hay gì. Ông nào bị té hay gì mà đền bù sự cố rơi ải kìa. Ok ha, gói này cũng được. Nhưng mà chúng ta không có ruột trái cây nha anh em. Anh em lấy được cái móc ruột trái cây rồi thì chúng ta nạp qua cái gói này. Mình đã lấy được con 10 sao rồi. Nên là mình qua cái gói này mình lấy thêm chả cá xoắn với lại bùa nè. Team mình đang thiếu bùa khá là nhiều. Lượm ruộng trái cây luôn đi. Đó, rồi qua nạp liên tiếp 7 ngày ha. Đây. Tầm tối nay không biết có update tướng mới không anh em. Nếu mà có thì mình chắc là không đâu anh em. Mình nghĩ là không có update tướng mới đâu. Bởi vì giống như con na hồi đợt á. Với lại cái ngày đầu á, ngày mai á nè. Thì tầm cỡ anh em muốn quay nếu mà có tướng mới á. Thì anh em rút kinh nghiệm tuần này. Thì tuần này có một cái sự cố đó là tướng mới cái con na tiên nhân này á là nó chưa có ẹt vào cái vòng quay đặc biệt. Nên là buổi sáng đó là anh em quay rồi là maximum luôn. Anh em quay mấy trăm cuộn luôn. Có ông nào quay nhiều ở gì. Ông nào nhiều thì quay nhiều, ông nào ít quay ít. Thì nó chưa ẹt con tướng vào trong vòng quay nên là anh em quay hoài không ra. Thì anh em rút kinh nghiệm tầm cỡ chiều á 3-4 giờ đó thì anh em hãy quay. Đó. Rồi khi nào ở trên group á có là cái video hoặc là hình ảnh mà anh em khác quay được á thì anh em vào anh em quay. Anh em đừng quay sớm, nó xảy ra một cái sự cố y chang như vậy nữa là anh em lỗ banh xác cuộn đặc biệt luôn nha. Giống y chang như đợt con đầu con na tiên nhân này vậy đó. Đó ok ha. Rồi thì ngày hôm nay cũng đã xong cái ý còn Ninja Legion, quên nói cái vụ này. Thì cái Ninja Legion này á thì ủa mình sao mình còn lủng ngày ta, hình như là mình quên mình quên điểm danh ngày rồi. Ngày mai điểm danh vẫn kịp nha anh em. Trời ơi
bé Đào nhìn ok với bọn em nha. Rồi bên sự kiện na này thì tính nạp hai gói này để lấy con na copy bên này, nhưng mà thôi nếu mà nạp 300 thì thôi nạp ui chà đâu phải 300 đâu 600 mấy luôn á, thì nạp mà mấy cái gói ở bên gói ngày ngon hơn anh em. Ở bên này thì chỉ có duy nhất được con na thôi, mình đi tới 23 thôi là được rồi nè. 23 là chỉ điểm danh rồi các thứ là không có nạp đó. Đó là tới đó thôi, mình không có đi nữa nè. Đấy, còn copy con na thì để coi coi, đang E4 đúng không? Cần 5 cái copy của con na thì thông thạo thì mình cũng đã gần làm xong rồi. Ý, chưa làm xong anh em, mới nửa đường à. 5/5. Đó, còn một cái nhiệm vụ NS nữa nè. Thì cái thông thạo con na này á, thì khi chúng ta full nó hình như là tầm có chừng 3 con hả ta? 3 con. Đó thì túi đồ coi, mình đang có sẵn mấy con ta? Đang có sẵn 2 con anh em. Đó, 2 con nếu mà xong thông thạo nữa có thể lên được tới 3 con hoặc 4 con anh em. Rồi kiếm thêm, không lẽ even sau không có đổi na đúng không? Nên là mình đổi là lên E5 là easy, đơn giản anh em. À, cứ để nó đi ha. Rồi ok, thì ngày hôm nay cũng đã xong xuôi sự kiện rồi. Đợi ra sự kiện mới thôi nè. Đợi ra sự kiện mới thôi. Coi coi ngày hôm nay có cái gì vui không, quay cho anh em xem ở bên này. Thần thụ thì cũng đang mát rồi, mát ải thần thụ rồi. Ủa đánh được rồi nè. À quên, hết rồi nè, chúc mừng bạn vượt ải cao nhất rồi. Bên đôi thì đang kẹt ở ải này, 449 rồi nè. Khá là khó đi. Mình coi coi, cái này là mình còn chưa bỏ na vô nữa. Ải này ải thường rồi nè. Ải này cái đội hình mình bỏ ra vô khá là lâu rồi. Chủ yếu là mình vượt ở bên điện thoại á, mà cái điện thoại với lại cái giả lập ở bên này nó không có đồng bộ với nhau anh em, nên là phải đổi đội hình qua liên tục, rất là khó chịu. Nên thôi cứ kệ, để nó đi nè. Chiến dịch đợt này đi cũng khá là ít nè, chưa có nhân 2 nè. Luyện tập ha, ngày hôm qua có luyện tập á, cũng quá quay cho anh em coi rồi ha. Ủa đánh boss chưa ta? Độ quỷ boss nó đánh trâu thôi luôn á nè. Nè, còn chưa bỏ na vô nữa anh em thấy không? Khá là khó chịu. Ở bên này là chủ yếu quay cho anh em xem thôi, còn ở bên điện thoại nó mới cày anh em. Cày bên bằng cái điện thoại nó mới ok, nó mới tiện hơn, còn cài cày giả lập của trời ơi. Má ơi. Con Hidan một tán một cái. Nửa cái gì? Chết nửa cái đội hình, chết ba con luôn em. Phải cái boss tinh anh ạ. Boss này nó mạnh quá, mấy ông coi nhà phát hành coi fit lại đi chứ vậy sao chịu nổi. Đó, đó, một tán hai con. Ba con luôn rồi. Đánh thằng đam nữa chứ. May mà nó xui nó block đam nó, em không được cũng mệt mỏi tụi nó rồi đó. Chủ yếu chúng ta ăn cái đam rồi giúp đập cuối thôi. Khá khó chơi. Ok, còn một ít thời gian chúng ta ra đi BK đi em ha. Chiều nay thì để mình làm một cái kèo solo giữa con na tiên nhân 4 sao. Đi solo vòng vòng thôi, thử coi là đánh với Gai rồi đánh với Hidan. Ồ, đánh với Hidan hôm bữa có làm rồi mà đúng không em? Đó, thử coi như thế nào anh em. Test đẩy sức mạnh của em đó khi E4. Lúc mà lên E4 thì mình chưa có làm nữa đúng không anh em? Hồi đợt E3 có làm sùm rồi. Đó, mà đánh cũng khá là ghê rồi, bây giờ lên E4 rồi nó sẽ khác nữa ha. Ok, kiếm mấy cái kèo cũ đi BK lại coi. Khá là nhiều kèo. Chị thợ sửa ống nước, what the hell. Uchiha sợ thợ sửa ống nước. Trời ơi, ông này level 161 rồi hả? Wow. Full E4 luôn nè anh em. Cha ông này cũng chơi Kisame rồi nè. Ủa, ông này nhìn quen quá ta. Ông này ông gái 18 mà. Đúng rồi, ổng chứ ai nữa anh em. Hơi vải đạn được, đổi cái tên khá là chất. Cài cài. Đổi cái tên khá là ok nè, đúng ổng rồi, ổng chơi Kisame nè. Đổi con na lên hàng đầu thử coi anh em, thử ha. Bởi vì để hàng sau con Kisame nó gõ đau quá. Để hàng đầu là không có bị dính ảo thuật. Nhưng mà bị con Gai đấm đau quá anh em ơi. Gai đấm thì thôi chứ thối tiền luôn á. Ừ trời ơi, choáng toa. Đẹp quá anh ơi. Rồi, mình phải để con Hanzo xuống hàng sau chứ mới đúng anh em nhỉ. May quá, hết ảo thuật.
Xoáng đẹp quá anh ơi. Trời ơi. Đó, anh em thấy không? Quỷ Kisame nó cạnh me ghê lắm. Hanzo vừa chết thôi là con na bên kia nó chọi một cái rồi há mỏ anh em nhỉ. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Không giết được đứa nào luôn. Má ơi, ông mạnh quá anh em. Level 161 đó tệ lắm, là VIP hơi bị cao nha anh em. Bởi vì khi chúng ta lên VIP á, đây anh em, khi chúng ta lên VIP á thì cái phần thưởng tiền xu kinh nghiệm, đá kinh nghiệm là tự động đánh là nó tăng lên là 200%. À, mình là hiện đang là 200% nha anh em. À, tức là cái rương AFK bên này nè, đó, nói cho những ông nào chưa biết biết luôn. Đó thì cái quà bên này á thì nó sẽ tăng lên nhân 2. Đó, khi mà chúng ta VIP cao anh em thì cái level rồi các thứ thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Đây, khi mà lên level khi mà lên VIP 12 nè, nó lên 5% nè anh em. Đó, 14 là 10%. À, 16, ủa, nói chung là càng lên cao thì... Ui, cái gì đây? Kính cho Zuro hả? Ôi, cái kính thì ngon quá anh em ơi. Tăng độ, cái kính này là gắn con cho Zuro là tuyệt vời luôn á. Giảm sát thương 15% miễn chống. À, không, không. Giảm sát thương chứ không phải là tăng sát thương nha anh em. Sách thiên đường tung tăng hả? Trời ơi, má ơi. Thất tinh kiếm. Hay cha. Đó, nên là level VIP càng cao lên level càng nhanh nha anh em. Đó, nói chung là như vậy, anh em nhìn level là biết. Mình thì mình chơi S5 rồi, ngay ngày đầu là chơi game rồi. Là mình mới đạt được level là 150 thôi. Ở 155 thôi. Và ông ghét mình tới 6 level. Là ông có nạp những cái gói nạp thêm những cái gói kinh nghiệm anh em. Là biết rồi. Quỷ đó mạnh quá. Để đó, để bữa nào là tôi mạnh mạnh tôi bơm ông sau. Chà, ông này cũng chơi được hình y chang mình luôn ta. Ông Punkiller nè. Ok, để coi coi. Để con na đằng đằng sau đi. Để na đằng sau đi anh em. Đội hình y chang luôn anh em. Y chang luôn, không khác gì cả. Chỉ khác một chút về chỉ số, rồi up linh thú rồi các thứ rồi anh em. Để cả... Ôi trời ơi, cái gì vậy? Mới vào dính hai cái ảo thuật rồi. Ông này cũng VIP 11 nha anh em. Ông này cũng đạt được VIP 11 rồi. Na bên kia bóc cao hơn thử. Nhưng mà na mình thì stun ok hơn. Đấy, thấy chưa? Ba mục tiêu, carry team luôn, quá đã. Đấy, gai mình đấm cũng ớn lắm nha anh em. Gai mình chơi công với lại phần trăm công rồi. Đúng rồi. Con na bên kia bay màu. Quái đạn thật. Hanzo pha này có trà rồi xong luôn. Đó. Trời, một cái na bên kia mà bay màu được coi như là end game rồi anh em. End game. Ông này cao được chiến hơn mình nha anh em. Ông chơi sâu quá nên là level 145 mà. Nhưng mà đạt được VIP 11 rồi. Hạt này thì mình biết ổng rồi anh em. Đó, hai bên ngang nhau luôn nha anh em. Nhưng mà na mình đẹp trai hơn. Rồi, ok. Spam mấy ông ở dưới này đi. Đâu rồi? Giàu nhất server thì đánh hoài rồi ha. Ông này đi. Ông này đồ hình y chang mà luôn anh em. Mấy ông đồ hình y chang thì đánh làm gì anh em nhờ. Đây 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 đây, có ông Barubi nè. Ông chơi đệ tam nè anh em. Thay thế vị trí của đệ tam bằng Hanzo bằng đệ tam. Nói chung là thay như vậy cũng được, cũng ok. Nếu mà thay bằng đệ tam cũng ok chứ bộ anh em. Trời ơi, trảng đẹp quá nè ơi. Nè, trảng đẹp quá, chết tôi rồi, nó bị trảng lại rồi. Bị con cho trảng lại rồi. Ây cha. Trời ơi, đấm xì xui tôi. Rồi xong, gãy luôn nè, bên kia có nổ luôn. Rồi xong luôn. Hai đội hình ngang ngang nhau đánh là chúng ta chỉ chăm chăm vào cái choáng thôi nè. Vào cái choáng thôi. Bên nào mà choáng nhiều là bên đó win à. Bên nào mà, nói chung là bên nào có tướng chết anh em. Bên nào mà bị chết tướng trước đó là bên đó sẽ thua. Đó, nó dậy mới ghê chứ bây giờ beta nó là dậy đó. Đánh lại ông này coi. Ông để Hanzo đằng sau hả? Ủa? Lộn rồi, đánh ông này lộn rồi. Hồi nãy ông đánh ông để tam lần bự. Ba ruby mà, thôi kệ, đánh luôn nha anh em. Mình để ý sao mà con xui xui của mình nó không có gây được choáng đẹp quá Việt Nam bên kia ơi. Con xui xui của mình nó không gây được ảo thuật bên kia. À, được một con Kamuro kìa.
xô để dễ chết quá anh em ơi. Trận này thua chắc rồi. Hanzo nó chết trước rồi. Rồi nha, để mình chỉnh lại máu cho con Hanzo một tí. Cho đứng hàng trước thì máu nó phải trâu, đây mới đúng nè. Đọc. Ok. Máu em nó rơi vào khoảng 9 triệu đây. Khó chết hơn được tí rồi. Bạn đánh với lại mong ngang kèo lại trên kèo không nha nè, ba ruby này. Rồi ok. Bỏ con Chazuro lên hàng đầu dễ bị stun lắm anh em. Khó, hơi khó nhằn á. Còn không thì để lên thay thế chỗ con Hanzo cũng được. Ngon à, pha này xin xui mình ngon à. Chán đẹp đẹp xíu anh ơi. Cái gì? Không chán được đứa nào luôn hả? What the hell? Thiệt tình á. Na này gắn cái bảo vật nổ cho nó là coi như là phế luôn rồi. Trời ơi, chán hai con đầu nữa chứ. May quá không chết đứa nào. Đó là cái sức mạnh của con Conan của mình các bạn ơi. Ái cha. Trời ơi, căng kèo quá anh em ơi. Team mình nó bị khống chế nhiều quá rồi. Cho Zuro đồ các thứ được, không có đủ độ để chơi luôn. Quỷ Conan bên kia đánh khó chịu. Conan bên kia tóc cao quá ta. Coi Conan của mình tóc túng rồi như thế nào đây coi coi. Tóc cũng... Ai chà, chỉnh tóc cho nó chứ. Được có xóa bỏ hiệu ứng máu mỗi cuối lượt. Thôi ok. Chơi luôn, trời ơi tự nhiên đi xóa hiệu ứng. Chỉnh tầm bậy tầm bạ. Trả thù hôm nay coi phải win được trận mới xong nha nè. Ba ruby nè. À, để bên ông ba ruby à, ông không có bảo vật nộ anh em ơi, không có bảo vật nộ. Tính ra là mình trên kèo ổng á nha, chứ không phải là không đâu nha anh em. Nhưng mà nói về tướng thì mình ngang với ổng. Nói về dạng tướng thì mình ngang với ổng nha. Đúng rồi, chán gì cũng ok đó. Trời ơi, chán 4 ư. Quá ok. Chán na của tôi là được. Đó, không, chỉnh con Conan ra lại thêm một chút tóc là ok rồi đó. Ủa, Hanzo đừng chết nha. Khi xui bên kia gãy cha. Nó block đam, trời ơi. Đúng rồi, trời ơi, linh thú của tôi. Chảy được con na bên kia nè. Con linh thú của mình chảy được con na bên kia nè. Đó, đỉnh. 82 triệu đam. Vãi cái linh thú à. Anh em thấy linh thú mình ok không em? Đâu rồi, cho em nó lên TV luôn. Em ma 36% cơ hội để choán mục tiêu trong 2 lượt. Đó, tăng 75% sát thương chuẩn cho 4 đồng minh ngẫu nhiên trong 2 lượt nha anh em. Linh thú này thôi quá tuyệt vời đây. À, nói về linh thú để mình nâng cho con cóc lên một tí đi. Con này cũng được nè ha. Hồi 20 châu đó đồng minh. Cái con này để chúng ta đi đi đâu ta? Con này để chúng ta đi ải cũng khá là ok nha anh em. Tại nó hồi máu cho đồng minh đó, nên đi ải cũng khá là ổn. Sau này gặp những cái ải nào khó khó thì có thể đi ha. Đây anh em. Đó, chả cá sắn dùng để làm như thế này nè. Đó, rồi xong. Bấm vài cái hết trơn vài ngàn. Ôi ơi. Rồi ok ha. Rồi ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay ha. Chiều nay sẽ, anh em ủng hộ mình thì mình sẽ làm một cái nhiều cái pha là đi solo giữa là Na Thiên Nhân và các chùm beta hiện tại anh em. Đó, nhưng mà cái con Na này thì nó là chùm beta hiện tại rồi. Đó, đi solo giữa các con E4 khác anh em. Đó, ví dụ như là Kakuyu E4 đồ các thứ rồi đó. Đó, coi như thế nào anh em. Đó. Rồi tối nay thì chúng ta sẽ có thêm cái event mới nè. Đó, không biết là có ra tướng mới không để chúng ta coi đã, để mình coi đã coi như thế nào ha anh em. Rồi kênh em thì đó là video chương ngày hôm nay, anh thấy hay cho mình like, share, dõi kênh nha. Cảm ơn rất nhiều nha.